mình cầm thì mình đỡ đứng. Rồi. Hello mọi người. Cái bố có gắn tay phone hả? Đây. Nhân vật quan trọng. Để đi coi cái thành phố Phan Thiết về đêm. Đây thành phố Tha Phan Thiết về đêm này nha. Nơi Bác Hồ dừng chân dạy học năm 1910. Bác Hồ có dạy học ở đây hả? Có cái di tích Dục Thanh phía bên đây lại là cái ngày mà bác ra đi tìm đường cứu nước thì bác dừng chân dạy học ở đây một năm năm 2010 năm 1910. Rồi. Và có năm 1911 bác mới vô Sài Gòn, bác xuống tàu, bác đi đi hướng đến nhà Rồng, đi nhà Rồng, đi qua Pháp hay đi xuống tàu á. Đi xuống tàu cho nên là năm 1910 là Nghĩa Tất Thành có dừng chân dạy học ở đây và cái khu di tích của bác vẫn còn vẫn còn bên kia vẫn được lưu giữ. Đây là thành phố Phan Thiết, đây là trung tâm chưa trung tâm chưa? Nó cái chỗ này thì nó cũng là dạng trung tâm nhưng mà nó không phải là trung tâm hành chính. Nhưng mà nó cũng là khá nó mở rộng về hướng bắc thì cái chỗ nhà xe Phương Trang rồi dân cư ở đó thì nó thấy hơn. Đúng rồi, nhưng mà ở đây cũng nhộn nhịp náo nhiệt, cũng đèn hoa phố phường này cũng tùm lum tà la. Chào Mạnh Đức Quỳnh. Thôi quen đâu, thôi quen già đâu, chưa vô à. Ông già hả? Ông thôi quen à. Ông thư quan nó đang ở mở live đó, mình mở live mình. Thì mình mở live mình, ông thấy mình mở live ông vô ông coi chứ. Chắc vậy. Ở bên này chắc là nhà có công chuyện, nó bỏ lâu lắm rồi, nó mới live hôm qua nay thôi. Con thấy ông la nhưng mà con không có lên tại vì không có vô đi làm về rồi mệt. Nói chung là cái điều đó không ai bắt buộc, thích thì lên lít thôi. Nhưng có cái điều sáng nay tao thấy không có nói chuyện được mà ông bệnh, ông bạn già tao thì ông bệnh cho nên ông phải là bệnh ông mệt thì ông không chịu. Sáng nay tao với ông làm lai, để hái vậy. Rồi, có Phượng á, có Phượng gần về rồi. Ông về Việt Nam chưa hay là ông còn ở bên Mỹ đó. Gần về đây khoảng đầu tháng 6 là ông về rồi. Còn một hai tuần gì nữa, một tuần nữa là ông về rồi. Mười người. Cái khu này là. Ồ, đây có cái tượng đài của. Tượng đài chiến thắng. Tượng đài chiến thắng. Tự nhiên giải phóng Phan Thiết là ngày 9/4, 9/4 là giải phóng Phan Thiết. Ồ, mà đây đẹp quá thấy không? Đứng bên bãi cỏ quay cũng được, mình được quay lại, mày quay là bên kia có không? Bên này nè, bên này đẹp quá. Đi ra cái đường này là ô này đèn luôn rồi, y chang nó Cần Thơ nó cũng ná giống vậy nè, là tối là lên là đèn là muôn màu muôn sắc quá rồi đẹp. Nói chung là bữa nay cái điều kiện phát triển đó là nó không phải là lễ phải không, nó chưa phải là không. Nó đây, qua lễ rồi ở đây những cái ngày lễ dịp Tết rồi là đông lắm. Nói chung là cái việc bây giờ là gọi là Phan Thiết vẫn còn là thị xã hay là lên tỉnh rồi? Lên thành phố rồi hả? Thành phố Phan Thiết. Lên bữa nay là 20 mấy năm rồi mà. Tao là. Đẹp ghê chưa? Đẹp không? Rồi chưa? Cực kỳ chưa? Phan Thiết là lên 99 là lên thành phố. Đây. 24 năm. Đó, thành phố Phan Thiết đây. Lộng lẫy nguy nga, buổi chiều thấy thiên hạ vẫn đi dạo mát, cuộc sống của họ rất bình yên thấy không? Đây giờ này đâu có làm ăn gì đâu, họ đèo nhau họ đi đó, thấy chưa? Đấy, thấy chưa? Đấy. Bữa nay sáng qua trời bữa nay nó mưa, mấy giờ cũng nắng. Nó mưa cho nên cũng đường phố nó hơi vắng. Chứ còn không là đông lắm. Bên này tối mày quẹo quẹo lại mày quẹo bên kia đường kìa, cái chỗ này chỉ cái đường quá trời đẹp, cái đường nó đông nó đèn nhiều. Nó xây lâu đài không? Đây hả? Đây là khu trước đây là trung tâm hành chính tỉnh, cái trụ sở hành chính mà, cái sở ban ngành nó nằm ở đây. Dạ. Sở kho học, sở tài chính, kho bạc rồi nó nằm đó là bảo vệ bao nhiêu cái nằm đó. Cái đường này là ra tới biển.
Dạ. Thì có đi ấy là chỗ có đi cái này là tới biển rồi. À, tới biển rồi đó hả? Ồ, nhưng mà tối ngoài biển có gì không? Không, ê, khách này có bán đồ ăn uống gì không? Có bán ồ, có bán đồ nhậu gì không? Có ờ, hàng rong thì không, phải có bán xá đàng hoàng. Lâu đài. Ờ. À. Ờ, bây giờ nó phát triển nhà rất là mắc quá. Và đây nhà đây là mấy chục tỷ như một căn không à? Ồ, oh, wow. Nói chung là tao đi ban đêm như vậy thì chỉ ngắm thành phố về đêm thì màu sắc rực rỡ thôi, tao chưa thấy đi ban ngày. Ngày mai buổi sáng mà rảnh mà chở tao đi một vòng nữa ban ngày thấy sáng mai chở bác bố đi. Ok. Thì đi vòng buổi đế đi vòng tham quan cái khu đi rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Bạn chưa. Mình muốn coi cái hiện thực trạng mà cái mà ban ngày nó có đẹp hay là không nơi đó. Mình ban ngày mình mới thấy quay biển rồi mình mới thấy đường nước xanh này kia, chứ còn tự nhiên đụng cái ban đêm tôi thường rồi mình quay cái gì đi chưa không. Ồ, oh, wow, đây nè, cái này là cái gì đây, đây là thì khách sạn hay là không phải nhà hàng đó. Đó, nhà được rỡ chưa? Đó. Vậy là trung tâm thành phố Toa Phan Thiết thì suy ra nó cũng nhỏ chứ đâu có lớn ha. Dạ, cái trung tâm đó, nói chung là bây giờ nó cũng rộng. Ờ. Là biển à, khu dân cư kia. Đây là ra biển rồi, cái công viên biển thì... Ồ, đây là tới biển rồi. Đây là công viên dưới kia là biển rồi. Nhưng mà tối thui à. Năm du lịch quốc gia 2023 đây Bình Thuận nè, đó là thấy ô tô thấy khột khiếp không, ô tô đậu nè quá trời không, hai bên đường thấy kinh khủng chưa, ôi vậy đó bên này nữa, trời ơi quá trời quá đất luôn, thấy không, quay lại cái đường quay ra những cái đường kia để đi quay lại đây. Ờ, quay lại cái đường hồi nãy mà ảnh đèn nhiều đó, đây là ô tô đậu nè, trời đó, dân Việt Nam nghèo quá. tối chiều tối nó đi dạo mát cái gì bằng ô tô, nó xuống bãi biển nó ăn. Tính ra chưa có ra mày sớm, ngày mai mới đi, nhưng mà tại vì con nhỏ cháu nó bị trục trặc với lại nó học thi á, cho nên bị đó thành ra chưa, nó quỷ cái chuyến nó đi ra, ta thấy vậy ta đi một mình. Ngày mai là trong đó có cái đoạn đi ra hay là có mình bé ngày mai về lại à? Không, ngày mai nó không có đi ra, nó quỷ rồi, nó không đi, có mình ta về lại thôi, tại tao hứa mày là tao phải ra trước mà thăm mày, thứ hai là thăm Chu Khoan đồ quá. Chu Khoan bây giờ đi kiếp điểm này xong rồi cái Ờ. Ờ, cái này là kiểu nhà Tây, cái này khách Tây, cái nhà Tây này chắc là còn sót lại chứ đâu có quay xe mới hả? Mới hả? À, nó khi nó xây theo kiểu châu Âu, nó khi kiểu một cách trò. Khu dân cư này là mới phát triển, mới xây dựng, bắt đầu là khoảng cỡ 7 năm nay. Cái khu này là mới 7 năm mà, khu này trước đây là một cái sân golf. Sân golf rồi họ học động nhiều quá, họ chuyển qua. Thì khu này là khu nhà cho nên bữa nay cấp tống rất là cái chủ thì có hết đầu nhưng mà người ta chưa xây dựng nữa. Về đất lượng nhưng mà cái đất này đâu có dễ vừa mua được. Đất này mới là đất không, đất phải có mười mấy tỷ một miếng đất, trời ơi. Một trăm mét vuông này nó có mười mấy tỷ, 100 mét vuông. Ồ mà đúng rồi, thành phố này thành phố du lịch mẹ ơi. Dạ, đúng rồi, đây là
Thì nó bị chỗ đó ra giá nó cao, đúng rồi. Giờ, chưa, ông Phượng còn ngủ mà bên đó giờ mới có sáng, mới có 4 giờ sáng, 5 giờ sáng à. Ừ. Nói chung là đất nước mình bây giờ tỉnh nào cũng phát triển cả, mà mỗi tỉnh đều có cái nét đẹp riêng, và mỗi tỉnh hầu như là cũng có cái khu du lịch riêng của họ nữa. Ở Bình Dương cũng có khu cũng du lịch, cũng tối ra đèn đuốc sáng trưng giống vậy nè, Bình Dương á, mà Bình Dương rồi à, ồ vậy giống như trong Sài Gòn vậy đó hả? Ờ dạ. Mấy công viên là đẹp quá, sạch sẽ. Đúng rồi. Nay mai là sẽ hỏi cái chỗ của mày làm á, phía bên kia đường thấy nó bán đồ quá trời đó. Dạ không phải đồ ăn chứ, đồ ăn đồ. Ừ, đồ ăn. Ừ. Kêu vợ mày qua ăn luôn. Không, chỗ đó nó đồ ăn vặt chứ. À, đồ chơi hả vậy? À. À, à. Ok, ok. Chào Thắng Huệ, bố đi ra Phan Thiết, ngay đây là cái chỗ thằng ở Phan Thiết nè. Đây là thành phố Phan Thiết. Đúng rồi Nguyễn Tùng, đúng rồi. Huy đây. Ủa chưa đâu. Đây Huy đây. Hai bé cháu chở đi dạo phố. Ở đây đẹp quá nè. Ở Bình Thuận giao lưu vô ngay tới đâu tới nha. Ở đúng phải ở đây Phan Thiết chứ. Phan Thiết. Ồ, Mã Đá đâu? Mã Đá biết bây giờ được lâu quá rồi, không thấy Mã Đá đâu. Mình các bạn không gì cái mình chẳng biết. Đâu có biết ổng là ai, đồ khủng quá. Ông đó cũng hơi lên lai lắm. Trời giờ hết rồi. Bây giờ là này biết
Trời, đường bên này rộng quá hả? 1, 2, 3, 4, trong thành phố mà 3, 4 lẻ. Ngày xưa cái đường này chắc là nhỏ lắm, sau này mưa thôi thúi rồi, mưa là thui rồi, mưa là thua. Nhà thuốc nè, nhà thuốc tây rồi các cái đủ thứ, nhà thuốc lộc châu. Nó suy ra là cái chào Nguyễn Hữu Nhàn nha. Có bác Nhàn cứ buôn đi ha, bác Nhàn vô rồi hả? Ảnh là đợt trước anh ra Phan Thiết, anh nói anh ghé mình, cuối cùng rồi xong có viên điện lại nó lỡ rồi, bây giờ anh em nó không dừng lại là không đi luôn. Trời cũng hứa ra đó nè, trời ơi tao cũng không biết chừng sao tao đi ra được đây. Tại vì nó nói vậy thôi chứ cũng rất là, nó cứ níu chân mình rồi bận biểu lắm phải không? Đợt này giờ có xuống nhà của ông Thường Chi nhóc nhậu nữa không? Là... Có, thứ đầu bà nó mời đây 17 tay thì phải đi nè, là lý do là đám dỗ bà già. Bây giờ thứ nhất, cho nên ra đi. Đâu chỗ nào đâu, vô là di tích lịch sử hả? Nó là di tích lịch sử đâu. Mày gần lại, tôi vô tôi quay cho cái đàng hoàng. Con sông này kêu con sông gì? Trời ơi. Ở đây là toàn bộ khu di tích lịch sử, nhưng mà hiện giờ đang tắt đèn tối thui à, ban đêm rồi họ đóng cửa hết. Thôi được rồi, thì có cái gì ngày mai đi, ngày mai sáng mai đi, sáng mai đi, sáng mai đi. Đây là khu di tích chúng tranh nhau cây trứng chủ tịch là cái khu chúng tranh nhau cây dế viên chúng quay sang đâu tố nhau luôn con thằng nào cũng là luật sư chúng đang chỉ để làm chứng ông Nam bảo phải có biết là lên cao xoay tham ơi đâu cũng quăng thấy sao xa vời còn một lũ mắt mơ tay rung lấy trong cổng làm mồi câu cơ.